Bạch Tuột, ngàn năm của mình là bá chủ ở đây. Anh đừng có ảo tưởng thôi, Bạch Tuột đằng kia nó bự hơn con diều của anh luôn kìa. Con diều đó là con diều sư tử của anh hả? Con gồng chuyện hiếp của mình xin sợ không anh em? Con gồng chuyện hiếp của bạn hắn nữa của Bạch Tuột ngàn năm của mình không? Thích thì thích nè, coi ai hắn nè. Dạ. Nè, tiên cá của mình lớn hơn mình luôn nè Tài ơi. Yeah. Lớn là con diều phụng của mình không? Con diều của em là chú tới đây được có ai kinh thường nha. Ba con diều của mình xịn sò quá nhưng mà không có gì chảo hỏa nữa. Làm sao hỏa nữa mấy anh chị ơi. Ờ em nói đúng rồi đó. Ở chỗ này nhỏ quá à. Dưới này tiên cá của chị bự chà bá luôn nè. Bởi vì không có hả được gì hết á. Minh bạn sẵn sàng chưa? Cái bụng của mình lúc nào cũng sẵn sàng. Vậy thì qua nhà chơi với Vinh thôi. Let's go. Kệ chuyện với Vinh. Thôi vào kìa. Ủa em mới qua hả? Mấy con diều của em đẹp quá ta. Mấy anh không có con diều nào hết. Mà anh không có nhiều dáng nhiều giấy của em chơi. Vinh nói đúng rồi đó. Mấy anh không có diều lấy tập dáng được mà. Trời giờ lớn rồi ai mà thèm chơi với con diều giấy tầm thường đó. Mà anh không có nhiều mà mày đặt lên mặt. Hồi nãy anh nói không có con diều tầm thường. Nhưng mà anh có một con diều rất xịn. Đâu con diều của anh là gì? Anh lấy cho em coi thử đi. Hồi đó giờ em có nghe con rồng ở ngoài đời chưa? Con rồng chỉ có trong truyền thuyết thôi mà. Con rồng truyền thuyết đó đang ở trong tay anh nè. Hồi đó giờ tụi em có nghe con Bạch Tuột ngàn năm chưa? Em không biết bao nhiêu con Bạch Tuột mà em chưa nghe được con Bạch Tuột ngàn năm đó. Hôm nay anh sẽ cho em coi con rồng truyền thuyết. Tiên tiên tàn. Anh sẽ cho tụi em thấy con Bạch Tuột ngàn năm. Con Bạch Tuột nhỏ xíu ở trong bụng anh. Vậy mà anh nói con Bạch Tuột ngàn năm. Thấy nó nhỏ như nó có vỏ đó. Coi anh mở ra nè. Hả? Bây giờ em tin rồi. Bây giờ coi con gồng truyền thuyết của anh nè. Ghê chưa, ghê chưa. Đây đây là con gồng truyền thuyết của anh nè. Đúng là con gồng truyền thuyết rồi. Ủa mà sao nó nhỏ vậy anh? Em thấy con gồng nó bự lắm mà. Sao giờ vô hình nó còn chút xíu vậy? Con gồng anh mới nở à. Lát nữa bay lên trời á, nó mới bự ra. Chỗ này nhỏ quá, không đủ cho Bạch Tuột ngàn năm của anh thả rồi. Con gồng truyền thuyết của anh, chỗ gồng mới thả được. Trời ơi, con gồng với lại Bạch Tuột nhìn ngầu quá tụi con. Tụi con mới mua con Bạch Tuột với con gồng để thả. Mà không có chỗ nào thả, tiếc quá cô ơi. Oh no. Con cầm mấy con diều xịn sò quá. Thôi để cô dẫn cho tụi con ra chỗ này thả nó rộng mà nhiều người thả vui lắm nha tụi con. Yeah. Thôi bắt đầu cô chở đi nha. Rồi tới quảng trường rồi đó tụi con. Yeah. Bây giờ mặc sức mà tụi con thả diều xịn sò của mình nha. Dạ. Yeah. Chỗ này mới thích hợp cho con Bạch Tuột ngàn năm của mình thả nha các bạn. Tới giờ con cho con rồng mình tung cánh nè. Anh Mạnh nhớ cho em cầm con rồng truyền thuyết của anh nha. Ok em. Anh Minh lát cho em hả con Bạch Tuột ngàn năm nha anh Minh. Ok em, mà không biết con Bạch Tuột của anh có ba không nữa. Anh em coi mình lắp ghép con lồng nè. Phải đúng khớp với nhau nha anh em. Tới bên đây. Trời ơi con ngọc của anh Mạnh lắp ghép xịn sò quá ta. Con ngọc của anh xịn lắm, không biết nó có bài được hay không. Bây giờ mình buộc dây là hả nha anh em. Cái này là cái gì con gồng vậy anh? Ủa cái này là cái đuôi á. Đuôi của nó em. Bây giờ mình gắn đuôi nha anh em. Xong. Thế là hả về đùa đó. Con gồng chuyện hiếp của mình xịn sò không anh em? Con gồng chuyện hiếp của bạn hắn nữa của Bạch Tuột ngàn năm của mình không? Thích thì thích nè, coi ai hắn nè. Dạ. Giờ em chọn anh Minh. Em chọn anh Mạnh. Còn em chọn anh Minh. Thôi tụi con đừng có thách đấu với nhau nữa. Bây giờ tụi con cứ thả lên đi. Đang gió đó. Coi thì diều ai mà bay cao nhất là người đó thắng nha. Dạ. Anh em coi con gồng chuyện hiếp của mình thả nè.
giờ nó bay không nổi luôn rồi. Trời ơi, con nhiều bạch tuộc quá anh Minh ơi, cao quá anh Minh ơi. Con gồng mình lên rồi anh em ơi. Mình đang thở nhạo nha. Cố lên gồng ơi, cố lên gồng ơi. Ây da. Chịu gất nữa rồi, Vinh cầm giùm anh mạnh thả hả Vinh? Gió bây giờ ít rồi nên giờ mình mới gớt các bạn ơi. Không, ai quá. Bạch tuộc ngàn năm của mình là bá chủ ở đây. Anh đừng có ảo tưởng thôi, bạch tuộc đằng kia nó bự hơn con diều của anh luôn kìa. À, con diều đó là con diều sư phụ của anh mà. Hả? Con diều đó là con diều sư phụ của anh mà. Mình nó ngầu nhưng mà nó bay không được các bạn ơi. Bạch tuộc ngàn năm ơi, ngươi giúp ta làm bá chủ năm nay nha. Hả? Con bạch tuộc có anh là ngầu nhất ở đây luôn đó anh. Công nhận thả diều vui quá các bạn ơi. Để em thả con nhiều truyền thuyết của anh nha anh Mạnh. Ok em thả được à, anh bái kiến em thành sư phụ luôn. Thấy chưa, anh nói rồi mà em không nghe. Hết chó rồi, bạch tuộc của anh gớt rồi Vinh ơi. Yeah, cuối cùng em cũng là người chiến thắng con diều của em, còn bá chính bầu trời. Rồi, chiều hết chó con diều cá mập của bạn Vinh bay hết lên rồi tụi con ơi. Mấy bạn con mình quay tay quay về lại nha các bạn. Thôi tối rồi bây giờ mình gom nhiều gì tụi con ơi. Dạ. Con gom sẵn rồi. Để anh chỉ tài cách quấn dèo nha. Bỏ cây vô trước rồi bỏ đuôi vô. Rồi cấp cánh lại. Bánh vậy. Rồi quấn này ra. Quấn ở ngoài. Quấn xét xét vô nè. Em cho dèo hỏi nhà chị em mới biết cách quấn dèo đó anh. Dạ bây giờ mình chỉ các bạn quấn con dèo ngàn năm lại nha. Chiều giờ mình chơi vui rồi tụi con ơi, giờ mình về thôi, để tối tụi con. Yeah. Yeah. Trời ơi. It will never be apart.